Alo. Vâng, xin chào mừng các bạn đến với buổi tường thuật trực tiếp của GameTV. Vào ngày chủ nhật ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ gửi đến các bạn kèo đấu solo lượt về giữa Chim Sẻ Nắng và BiBi. Màn hình máy của Chim Sẻ em cầm Macedonia và bên kia BiBi là người cầm Babylon. BiBi và Mac C là một loại quân mà Chim Sẻ rất thích đánh trong mapla này. Một loại quân rất đột biến và thực sự là Mac C cũng chả sợ bất kỳ cái quân nào cả. Một bãi quả 6 cây của chim ở trên một con dốc. Và nhà của em ở vị trí cũng không được, nói chung là mắc binh cho lắm, khi mà nó có chỉ có một thế dựa tường thôi, không phải là một góc. Đó, một cái ngày hôm nay chim ra sân, thế nhưng mà vẫn như cái buổi hôm trước, lại là một ngày mưa bão rất nhiều. Có vẻ như là vâng, trời nó vẫn chưa được nắng một to cho lắm, phải cần một buổi mà phải thật nắng. Vâng, phải thật nắng và thật là bay để cho chim, để chim có thể bay xa và bay cao. Một con voi rất gần với nhà chính của chim. Bãi hiêu đầu của em đang nằm ở đâu? Có lẽ ở trên con dốc này, ở gần bãi quả kia. Đây là một cánh rừng thông. Liệu rằng bãi hiêu nó có nằm cạnh đây không? Nếu như nó nằm cạnh đây thì sẽ là một chiếc ép nhân đôi dành cho chim. Lợi thế bóng giò của dân Mac C sẽ giúp em tìm thấy đồ ăn sớm hơn. Vâng, một bãi quả nữa dành cho chim luôn. Như vậy là chỉ thiếu một đồ nữa thôi. Một đồ ăn nữa là chim sẽ đủ đồ. Bãi hiêu đầu của em ở đâu đây? Hai cánh rừng. Một con voi nữa. Và như vậy là có hai con voi dành cho chim rồi. Nhưng bãi hiêu đầu của em thì đang ở đâu? Cái vấn đề là như vậy, em nên dò xung quanh cái bãi quả chính của mình. Có lẽ nó nằm ở sau bãi quả. Lâu lâu chúng ta mới có một kèo solo. Và đến thời điểm này thì có lẽ là chỉ có BiBi mới có dám nhận kèo solo với chim thôi. Hầu như bây giờ các kèo đấu của chúng ta đều là 22 và thỉnh thoảng thì có một kèo 44. Chứ vâng, rất ít khi có kèo solo. Có lẽ là nằm ở sát rừng này rồi. Vẫn không có bãi hiêu đầu. Bãi hiêu phụ kia là bãi hiêu 7 con. Xa như vậy thì không phải là bãi hiêu đầu rồi. Đây này, có lẽ ở sau cái bãi quả. Tôi luôn nói chả có sai tí nào luôn. Nó nằm ngay sau bãi quả đầu của em. Có vẻ như là chim hơi chủ quan trong pha đi dò lúc nãy. Nếu không thì em đã tìm bãi hiêu đầu này sớm hơn rồi. Bây giờ thì chim sẽ đóng một cái ở đây. Em sẽ lựa chọn đây một voi nữa. Như vậy là ba voi, hai hiêu và hai quả dành cho chim. Có lẽ em sẽ ăn cái bãi quả này trước khi mà em đi ăn bãi hiêu ở xa kia. Một trận sẽ vẫn kích ở khoảng tầm 7 phút 3x giây để lên lời 2. Kích thôi em. Đã một hit cho con dân rồi. Chim sẽ phải cẩn thận trong pha câu này, biết ngay mà. Một con dốc. Vâng, con voi nó quay đầu. Vẫn sẽ phải câu nó về thôi. Bây giờ thì là con voi thứ ba đã nằm ở chiếc BS của chim. Và bây giờ thì em sẽ cơ cấu nhà mình lại. Có lẽ là sẽ bay bò nhỏ bãi gỗ này vào. Bãi vàng kia là một bãi vàng đẹp. BiBi chết một dân, BiBi đánh 25 dân và dò 26%. Một trận thi đấu mà có vẻ như là hơi nghèo của BiBi. Và BiBi đang dò rất rộng và lại còn chết dân nữa. Chim đang bắt đầu căn ke thực gỗ của mình. Có lẽ sẽ đóng xong nhà điều kiện thì thực gỗ nó sẽ dồn lên là đủ thôi. BL sẽ được chim đóng ở đây. Nào, kích đời nào. Một trận sẽ kích ở cuối 10 của chim. Em tách luôn 6 dân ăn quả ra để có thể đào vàng. 10 phút 53 giây với 23 dân của Macedonia. Rất tiếc là ngoại hiệu đầu nó không được về sớm với nhà chim, chứ nếu không thì nhà của chim sẽ chim sẽ lên đời sớm hơn so với dự định của trận thi đấu này rất nhiều. Một chiếc mắc binh. Không, một pha vẩy hơi bị lệch của chim. Đây mới chỉ là trận đấu khởi đầu thôi, nhưng theo các tay nó vẫn chưa được mượt mà cho lắm. Em đang dâng dân lên và ăn cái bãi hiêu ở ngoài này. Ngựa giò sinh ra đẩy thẳng đi, nâng công. BiBi giò đến tận 26% cơ. Kia rồi. Vâng, chúng ta đã nhìn thấy hai cái xe giò của BiBi đẩy lên. Nhà 6 giờ chăng? Có lẽ là ở 6 giờ rồi. Timeline 40% với hai con xe giò, có cả ngựa giò luôn. Như vậy là BiBi cũng đánh chém, không dám mạo hiểm đánh cung. Đây là bãi ăn hoang của quân thủ BiBi. Có lẽ bãi hiêu kia thì chim cần phải cẩn thận. Vâng, bãi hiêu của chim khả năng đã bị phát hiện rồi. Một pha vẩy để bắt giò. Con ngựa giò BiBi có lẽ chỉ có công thôi chứ không có giáp. Hai ngựa giò là ngang theo nhau, nhưng bây giờ là một y được đóng thành cho chim rồi. Em sẽ ăn cái gì tiếp theo đây, hay là tìm một cái hốc mà chui vào và đóng vài cái ruộng để sóc đều những một nhà BiBi. Trong khi đó thì nhà của BiBi đang kín rồi, chỉ đánh thủ. BiBi để lạc đà đánh thủ thôi. Với bài này có lẽ BiBi sẽ ra ruộng ở nhà, chắc ruộng ở nhà và sau đó thì chuyển cung giờ. Sao không phải một bài mà dâng một nhà BiBi lên gần với nhà của BiBi, mà lại là một bài đóng BiBi ở sát nhà như này và lại đi ăn bãi quả ở kia. Nếu dâng một BiBi lên nhà của game thủ BiBi thì nó sẽ là những pha công nhanh hơn và hiệu quả hơn. Vâng, một pha lọt vào. Chúng ta cùng chờ xem. Có bánh xe dành cho dân của BiBi rồi. Con ngựa dọc của tận chết em ơi. Hai pha vẩy liên tiếp của game thủ BiBi. Có lẽ đầu kia đã kín. Bây giờ thì tiếp tục là chơi bãi vàng, nhưng BiBi cũng có một con lạc đà ở đây. Bò bè rất nhanh. Bây giờ thì đợi y đến thôi. Vẫn hở. Cho đi ra và chốt một cái e vào. Chính xác. Rất nhanh tay. Vâng, một pha mà Ken BE phải nói là siêu nhanh của chim. Chỉ cần chậm một tích tắc nữa thôi thì con lạc đà nó áp sát vào thì sẽ không thể bò được. Một y và hai chém. Bây giờ sẽ là một nhà BiBi nữa được dâng lên. Chim sẽ công một y vào nhà của game thủ BiBi. Vẫn đang rất là chuẩn mực. Rồi một y đóng ở đây. Con lạc đà này thì cũng sẽ nằm xuống rồi. Nó chỉ còn dính máu. Một y nữa được xin. Có bãi quả ăn hoang như này thì BiBi game thủ chim sẻ nắng sẽ có thể sóc đều được hai nhà BiBi tăm tóc, và em sẽ chảy giật nhanh vào nhà của game thủ BiBi. Có một y được đóng ra của game thủ BiBi, nhưng bây giờ thì y của Max đã có giáp rồi. Vâng, mới chỉ có một y như này thì game thủ BiBi không thể thủ được với lượng y đông như thế này của game thủ chim sẻ nắng. Con chém này chỉ đảo thôi, chỉ lượn lờ làm mất tay game thủ BiBi và sau đó thì để y công vào. Một dân đừng bay gỗ chơi, chim có để ý hay không? Có lẽ những con chim lợn ngồi đằng sau cần phải hoạt động hiệu quả hơn. Quản dân cũng như là quản map con cho chim sẻ nắng. Thường thì khi mà tôi ngồi chim lợn cho Gunny cũng như là Chip Boy hoặc là vòng Van Lớp thì cũng chỉ có một công việc đơn giản thôi, đó là quản map và quản dân cho game thủ Van Lớp cũng như là Gunny. Công việc chỉ đến như vậy thôi. Nếu như cái trận nào nhớ map thì đọc cho Van Lớp và Gunny thì là hay. Còn nếu không thì vâng, cứ nhìn map con là được. Một pha vẩy của chim. Bây giờ thì BiBi sẽ ôm dân lên và chạy. Chặn đầu kia. Hai chém sẽ được đuổi theo dân. Hai chém này sẽ đuổi theo dân kia, còn y thì cứ sẽ để lại vài con để cày nhà của BiBi, cày nát nhà BiBi ra. Và bây giờ thì sẽ xin giò và xin chém đi quả bản đồ. 28/52, một cái ruộng được đóng ở đây. Bây giờ thì Chim sẽ xin chém và xin giò đi quả đồ thôi em. Y bây giờ chỉ cần sóc đều một nhà để có thể thủ nhà thôi. Còn đâu cứ xin chém và xin giò để quản dân của BiBi. Chỉ cần quản được dân ăn hoa của BiBi là trận thi đấu này là cửa thắng rất cao dành cho em. Một Y đâm lên nhưng BiBi bây giờ đã quá sai lầm rồi khi mà Y ở nhà của Chim còn nguyên máu cũng như là còn cả giáp ở đây. Sẽ là những cái ruộng được viên của Chim Sẻ Nắng xây ra để có thể lấy lực để sóc một nhà BiBi. Và em sẽ ra dần những cái ruộng của mình ở nhà. Quản dân BiBi nào, BiBi đây rồi. Góc 12 giờ, vừa thấy bóng dáng màu đỏ của BiBi. Vừa thấy bóng dáng xong. Vâng, nhà của Chim làm gì có cái gì mà BiBi sang đây. Ba con lạc đà này thì cũng chỉ đi quản dân thôi, chả có cái tác dụng gì so với những cái con đi của game thủ Chim Sẻ Nắng. Bây giờ chắc bài thì mỗi cái bãi quả em vẩy một cái gì đó, vẩy một cái nghe vào đấy, đặt vào cái bãi quả để phát hiện ra những địa điểm ăn hoang của BiBi. Góc 9 giờ và góc 3 giờ chưa dò. Quản góc 3 giờ và 9 giờ đi em. Góc 12 giờ vừa xong đã chạy lên rồi. BiBi không làm ở đó. BiBi không làm ở đó thì bây giờ chỉ còn góc 3 giờ thôi. Quản góc 3 giờ đi em. Kia rồi, đã thấy được địa điểm làm ăn của cái thủ BiBi. Vâng, 4 con dân và 2 con hiêu. Bây giờ sẽ đợi chém đến. Một chém một giò đẩy vào. Chiến thắng đầu tiên đang ở rất gần với Chim Sẻ Nắng. Vâng, đập ngựa giò, chả sao, cho đập thoải mái. Chọc cái nhà BL của BiBi đi. Nào, Chim hãy để ý hơn. Đem hết nhà của BiBi đi và sau đó thì quản bản đồ và ra ruộng ở nhà. Chim đang để những con chém của mình ở những cái bãi quả cũng như là bãi vàng của BiBi để quản dân thật tốt hơn. Một Y sẽ ra đều ở nhà, chỉ cần như vậy thôi sẽ thủ tươi được nhà. Còn chém thì xin ra và đi quản dân. Và một đống dân của cái thủ BiBi. Hai pha về E rất hay của Chim và hình như là BiBi không để ý trong pha vừa rồi. Giải Y xung quanh nhà mình. Giải Y xung quanh nhà mình đi em. Con cung cờ kia thì vâng, đây này vậy hay không. Ui giời, ui, các bạn có thể thấy là một pha đâm đầu vào Y và BiBi đi sai 1-0 cho Chim. Trận thi đấu đầu tiên em đã giành chiến thắng khi cầm Mace đối đầu với Babylon. Chúng ta cùng đợi trong giây lát để đến với trận thi đấu thứ hai. Chiến thắng đầu tiên đã được giành cho Chim Sẻ Nắng.